Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn bộ thư viện 2K vật liệu cho SketchUp. Ở đây chúng ta sẽ dùng cho phiên bản V-Ray 3.4, một phiên bản V-Ray mới được phát hành của SketchUp. Các bạn chú ý, ngay dưới video hướng dẫn này sẽ có đường link download, các bạn download về. Và chúng ta sẽ được một thư mục có tên là 2K vật liệu cho SketchUp ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bật lên và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cũng như tích hợp bộ thư viện này để chúng ta sử dụng trong SketchUp. Các bạn chuột phải Open. Sau khi chúng ta tải về thì sẽ có hai file này, một file hướng dẫn và một file material. Mình đã xả nén sẵn và tất cả các thư mục vật liệu thì có sẵn ở đây. Đầu tiên chúng ta open file hướng dẫn lên. Các bạn sẽ phải copy toàn bộ thư mục material, tức là thư mục này, và dán vào theo đường dẫn này. Bây giờ mình làm như sau. Các bạn copy đường dẫn này. Sau đó các bạn nhấn phím Windows E để chúng ta mở một file Pro mới. Các bạn chuột phải chọn vào phần này nhé các bạn. Ctrl V hoặc chúng ta chuột phải dán vào theo đường dẫn, các bạn thấy không? Sau đó chúng ta nhấn phím Enter trên bàn phím. Thì các bạn thấy rằng ở đây chúng ta có ngay một thư mục có tên Material. Thư mục này mặc định của V-Ray, mình có thể xóa đi bởi vì tất cả những vật liệu có sẵn của phần V-Ray mặc định mình đã tích hợp sẵn ở đây rồi. Vì vậy các bạn cứ an tâm, chuột phải chọn Delete. Rồi sau đó chúng ta copy bộ này, dán vô đây, paste. Sau khi copy xong các bạn bật phần mềm SketchUp lên, chúng ta có thể sử dụng ngay. Các bạn chú ý rằng nếu mà xóa cái bộ tiêu chuẩn ở trong này thì các bạn không được bật SketchUp nhé. Nếu bật thì chúng ta sử dụng thì sẽ không xóa được. Các bạn nên tắt SketchUp sau đó xóa. Sau đó chúng ta sẽ copy thư mục này và dán qua thư mục gốc thôi. Thì đường dẫn để chúng ta tham khảo vào thư mục là đường dẫn này. Các bạn có thể vào trực tiếp bằng cách bấm vào ổ C này, Profile này, rồi đến chào Group V-Ray 3.4 này, chào group V-Ray, V-Ray 3.4 SketchUp này, nó ở trong cái phần extension này đó. Thì phần này mình vừa xóa và chúng ta đang dán từ đây qua. Ở đây có khoảng 2.000 vật liệu tích hợp sẵn, cũng khá đủ, các bạn có thể yên tâm sử dụng, nó sẽ giúp đỡ rất nhiều trong công việc của chúng ta hàng ngày. Sau khi làm xong rồi thì mình xin phép tắt tất cả đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bật phần mềm SketchUp lên để xem mình đã tích hợp bộ thư viện này có những cái vật liệu gì mà chúng ta có thể tham khảo và sử dụng trong công việc hàng ngày. Ok, phần mềm của chúng ta đã khởi chạy và đây là giao diện của phần mềm SketchUp Pro 2017 và mình đã cài sẵn V-Ray 3.4 rồi. Bây giờ để kiểm tra chúng ta làm như sau, các bạn bật vào biểu tượng này. Ở đây là Asset Editor, chúng ta sẽ biên tập vật liệu ở đây. Rồi, ok, đã lên rồi. Ở đây là những vật liệu có sẵn của hình người ở đây. Tôi có thể xóa đi. Vật liệu này các bạn có thể xóa nhé. Chúng ta xóa dần các vật liệu được. Còn bộ thư viện chúng ta tích hợp ở đâu, các bạn bấm mũi tên này. Các bạn thấy không? Ở đây chúng ta có Workflow này. Rồi tới cả những phần ngói này, mình đã tích hợp sẵn rồi. Bên này chúng ta sẽ hiệu chỉnh vật liệu này. Bây giờ mình ví dụ, mình bấm vào Workflow là tất cả những đối tượng vật liệu sàn. Các bạn có thể bật hiển thị vật liệu dạng lưới này cho dễ. Đó, chúng ta có thể to to lên. Rồi, ok, từ trên xuống dưới chúng ta có rất nhiều các loại sàn. Ví dụ loại sàn này, bạn kéo qua. Mình có thể ví dụ bằng cách chúng ta chọn rectangle vẽ và ốp trực tiếp lên. Bạn chọn nha. Mình chuột phải này, gắn vào Apply Material to Selection. Đó. Thì lập tức các bạn thấy vật liệu đã vào đây này. Và khi render thì chúng ta sẽ được một đối tượng sàn có độ bóng cũng như họa tiết như thế này. Mình có thể thử với các đối tượng khác. Ở đây chúng ta có rất nhiều các loại sàn. Ví dụ màu này đi. Chúng ta chuột phải và Apply tiếp. À, xin lỗi các bạn, mình chưa chọn. Rất nhanh phải không các bạn? Không hề khó khăn gì.
và tất cả các map sàn đều rất đẹp. Ở đây có nhiều map sàn lắm, mình nghĩ rằng nó cũng sẽ đủ dùng cho các bạn xử lý. Còn nếu như các bạn muốn hiệu chỉnh thêm vật liệu này thì ở đây chúng ta có diffuse, tăng giảm, và có các option để chúng ta lựa chọn. Map có boom, nói chung là chúng ta có các cái chế độ để chúng ta hiệu chỉnh rất trực quan. Mình nghĩ rằng phần mềm V-Ray 3.4 này tích hợp vào đây cũng khá hay và có nhiều đổi mới. Ở đây chúng ta có phần gỗ vật dụng. À, chúng ta cũng có rất nhiều những vật liệu bên này, nếu như các bạn cảm thấy không dùng nữa thì mình có thể xóa đi. Đó. Gỗ vật dụng ở đây chúng ta cũng có tương đối, giả sử mấy loại gỗ nhám này mình cũng có thể ốp thử cho các bạn thấy. À, rất đầy đủ và đẹp, nó sẽ hỗ trợ cho công việc của chúng ta khá là nhiều và nhanh. Thay vì chúng ta tạo vật liệu mất thời gian thì bộ vật liệu này sẽ tiết kiệm thời gian cho các bạn rất nhiều. À, những màu sáng này xem sao. Mình đã thử kéo thả và dường như không hỗ trợ lắm. Nếu như hỗ trợ kéo thả thì sẽ hay hơn. Đây nó không cho kéo trực tiếp các vật liệu này thả ra ngoài này, mà bắt buộc chúng ta phải add vô. Nó hơi mất thời gian một chút xíu. Nhưng dù sao thì nó cũng thúc đẩy công việc chúng ta nhanh hơn rất nhiều. Gỗ cũ này. Ở đây mình đã test và sử dụng bằng V-Ray 3.4 và chúng ta thấy rằng vật liệu cũng tương đối là tương thích. Chúng ta có buộc dạng gỗ pallet, mây che đan, nói chung là đầy đủ gạch. Mì ơi, cô đang bận nha. Mì. Ngoài ra chúng ta có các loại đá ốp cầu thang, đá marble, độ bóng cũng như điều chỉnh đã được tinh chỉnh tối đa. Gạch ngói. Nói chung ở đây chúng ta có bộ thư viện khá đầy đủ. Cả nền đất, nền đá, nền sỏi, nền cỏ đã được tích hợp. Chúng ta có các đối tượng như là vải, thảm, kim loại và cả vật liệu phát sáng. Ở đây đã có một vài mẫu ngói để chúng ta sử dụng. Mẹ ơi, năm mà còn rên hả? Trên đây mình đã giới thiệu sơ bộ về bộ vật liệu 2K này. Hy vọng nó sẽ giúp ích nhiều trong công việc của các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ thư viện lần sau. Sao mày? Giết gì hả?